Ngày hôm nay tôi sẽ cùng với Kyron, bọn tôi sẽ cùng nhau chơi game. Và nếu như người nào giành chiến thắng sẽ được giải thưởng 3 triệu. 3 triệu, wow. Đã không, đã không? Đã quá, đã quá. Nhưng mà nếu như người nào thua sẽ mất 1,5 triệu. Ủa sao kỳ vậy? Hả? Ủa mình tưởng đâu là bạn rủ mình chơi game là thắng thì mới được quà thôi, sao thua cũng mất tiền gì? Ủa thì bây giờ nè, bạn có quỷ đen mà đúng không? Mình cũng có quỷ đen, hai đứa mình lấy quỷ đen ra mỗi người 1,5 triệu đó, cộng vô là giải thưởng 3 triệu. Người nào thắng là được 3 triệu luôn, còn người nào thua mất có 1,5 triệu à đó. Nhưng mà tại sao bạn lại nghĩ là bạn thua? Bạn phải nghĩ là bạn sẽ thắng chứ. Đúng rồi, bây giờ mình nghĩ là mình chơi là mình phải nghĩ mình thắng, nhưng mà đúng rồi. Bạn mà thắng là bạn được tiền đó. 3 triệu làm được nhiều thứ lắm á. Nhiều thứ lắm đó, 3 triệu làm được nhiều thứ lắm đó. Tại vì mình cũng đang cần tiền để mua một cái đôi giày tặng cho Sammy á bạn. Tại mình đang tính quay vlog tặng quà cho Sam, nhưng mà hết tiền rồi. Nên là... Ok, vô game nha, let's go. Rồi, thì cái tựa game ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi thì như mấy bạn đã nhìn ở trên màn hình, mấy bạn cũng biết game này là game gì vậy đúng không? Kai biết game này game gì không? Game này là game gì mà mình thấy Avatar, Si Chum. Cái gì mà Avatar, Si Chum bà nội? Có mấy hàng xanh xanh nè, mình tưởng là Si Chum. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào game nha. Thì cái game này chắc mấy bạn xem video của mình mấy bạn cũng biết rồi đúng không? Hôm nay là mình sẽ mời Kyron đấu với mình. Đó, rồi. Mình với Kyron đấu với nhau cho nên là mình nghĩ là mình sẽ chọn cái map nào cho nó đẹp đẹp xíu đi. Chắc là map này đi. Đó. Wow. Rồi, map này, ok. Wow. Rồi, bây giờ đội của Kai sẽ là đội màu đỏ nha. Màu của mình. Đúng rồi, còn đội của Phong sẽ là đội màu xanh. Okay. Đó, ok, rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ chọn ra một số tiền để chúng ta đấu với nhau. Thì tôi nghĩ là trước tiên thì mình nghĩ sẽ là 100 đồng trước đi. Với 100 đồng thì Phong nghĩ rằng là Phong sẽ chọn con gì 100 đồng cho ta để chọn thử. Đen mắt quá nha, đen hơi mắt nha. Đen hơi đắt nha, có một con cầm bơm hả? Con này cầm trái bơm mấy bạn ơi. Được, tôi sẽ chọn con cầm trái bơm này. Rồi, Kai chọn đi. Với 100 đồng là bây giờ là tôi sẽ chơi theo cái tỷ lệ là ỷ đông hiếp yếu. Hai thằng năm chục đúng không? Đúng rồi. Rồi, ok, vậy là Kyron có 2 bạn 50, còn Phong mà có 1 người cầm bơm 100 đó. Ok, bây giờ ai thắng được 10 điểm trước rồi đó thôi thắng, hiểu không? Được. Ok rồi, rồi vô nha. 3, 2, 1 bắt đầu. Vô rồi trời quá, bơm nè. Ui, thằng bơm nhưng mà đâu có trúng đâu. Hụt rồi trời. Đánh đi. Trời ơi, chơi nắm áo kìa. Đúng rồi. Nắm áo đó, một thằng nắm áo, một thằng quýnh vô mặt đó. Ôi. Yeah. Team Kyron thắng rồi mấy bạn ơi. Trời ơi. Đây mấy bạn coi nè, cái con của mình là nó bị con của Kyron nắm tay là nó đấm. Tính hết rồi. Mới vô là mình không có chơi ném bơm được đâu. Ném bơm mới là nó từ xa, mày hiểu không? Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với màn 2. Thì màn 2 sẽ là 300 đồng nha bạn. Wow. Okay. Rồi, cho Kai chọn trước á. Bạn đang muốn coi chiến thuật của mình đúng không? Đúng rồi, mình coi chiến thuật của bạn đi. Mình như thế nào mình mới đặt ra giống chứ. 300 đồng thì bây giờ mình sẽ chơi theo chiến thuật đó chính là hai thằng cầm gậy. Hai thằng còn cầm còn gậy như là. Rồi sau đó là mình sẽ cho một thằng cầm cung tên phía sau. Rồi, ok, là 260 rồi. Còn 40 đúng không? Có thằng nào 40 không? No! Hình như không có thằng nào 40 hết trơn á. Hình như đầy đủ rồi. Rồi, ok. 300 thì tôi nghĩ rằng là tôi sẽ chọn 3 con cầm kiếm. Đó. Nhìn là thấy là sợ rồi đúng không Kai? Rồi, ok. Rồi, vô nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi. Thằng cầm mũi giáo đó. Trời ơi. Mày. Trời ơi. Ủa nó... Trời ơi, đuổi, còn một người. Tiến lên. Chọi nó đi. Chọi không, chọi được không? Yeah. Wow. Sao kỳ vậy, sao? Trời ơi, chém có một cái thôi là win rồi mà vẫn thua là sao trời? Trời ơi, mình đặt hai thằng đỏ trước ôm là để cản bạn, sau đó là thằng cầm cung tên sau nó chọi. Rồi, ok, vậy là cây 2 điểm rồi, mình chỉ mới được có một, mình chưa được điểm nào luôn. Rồi, ok. Rồi, bây giờ đến lượt cây đó, bây giờ là sẽ là 500 đồng, ok. 500 đồng đúng không? 500 đồng. Rồi, 500 đồng của Kyron. Kyron đã chọn hai con cầm cung và hai con cầm giáo. Cái này là gì? Cái này là... Không, mình không biết cái này là gì. Còn mình sẽ chọn hai con thôi bạn. Hai con cầm rìu. Được không ta? 500 con này được không? Thiên thần phải có cánh. À, không, nhà con này một con yếu lắm, không được. Mình không thể nào chủ quan được. 500 mình nghĩ là sẽ chọn 5 con cầm kiếm. Hợp lý không? Rồi, bắt đầu. Ok. Hai thằng mũi tên. Giữa cho hai. Ủa? Sao chưa vậy, chết hai người rồi. Ủa, chưa chết. Hai thằng mũi tên. Có mặc áo giáp. Trời ơi, được quá. Mặc áo giáp, chém đi. Chém nè. Mày nhìn con đỏ nó chết trong tình thế. Trời ơi, con đỏ này. Ê, con đỏ này hình như nó bị chém cái chỗ nó hơi đau quá Kai. Nó hơi đau quá nha. Thôi bỏ đi. Chiến lược của mình sai rồi. Rồi, vậy là mình được 1 điểm, Kyron 2 điểm. Ngon. Rồi, màn tiếp theo sẽ là 1000 điểm. Rồi, đội hình của Kyron 1000 tiền là Kyron chọn 10 con 100 hả? Đúng rồi. Ok, còn tôi 1000 tiền tôi chơi chiến thuật khác các bạn ạ.
với 1.000 tiền thì tôi sẽ chọn một con cầm ngựa thôi để cho nó mạnh đó. Yeah. Nhìn con ngựa này chắc là sẽ có thể đấu lại với 10 con lính của Kai đó các bạn. Một ok. Con ngựa 10 chộp đánh rồi. Bắt đầu. Rồi. Đâm nè. Đó, con ngựa nó chạy kìa, thấy không? Đánh nè, chọn con ngựa đó. Ngựa đâu? Hay quá ngựa ơi, hay quá ngựa ơi, hút đi ngựa. Đúng rồi ngựa ơi, hay quá, hay quá. À, vẫn còn một người sống, sống trời làm sao mà được. Trời, con ngựa đá vô cái đầu cái. Ê, con ngựa này nó mạnh quá nha. Con ngựa này đá vô đầu của đội cái. Trời ơi. Ok rồi, tôi thắng nha. Hai điều. Sắp có tiền mua quà cho Sam rồi. Rồi bây giờ thì nhiều hơn đi. 2.000 tiền. 2.000 tiền nha. 2.000 đồng rồi, cái chọn đi. 2.000 tiền là cái đó chọn gì đây? 6 con cầm súng và 5 con cầm kiếm hả? Đúng rồi, mình thích chơi cầm súng hơn. Trời ơi, đúng là Kairon là newbie quá kém. 2.000 tiền chúng ta có thể mua được nhiều thứ hay hơn mà. Đây, 2.000 tiền thì tôi sẽ chọn một con voi đó. Đây, đây chính là thần tho các bạn ạ. À, sẽ ngồi trên con voi này, sau đó dùng gọi là tia sét hiểu không? Đánh bùm bùm đó. Nhưng mà okay, mình vẫn tin là số lượng có thể ăn được. Ok, cứ tin đi. Rồi, bắt đầu nha. Vô. Let's go. Ok, cây súng, đúng rồi. Okay. Hay. Trời, nó bắn một phát một con kia văng ra đây. Trời, nó bắn cái con này văng ra tới tận đây luôn các bạn. Trời, không sao, còn con voi vẫn hy vọng được. Ê, ngày nãy tấn công đi voi. Đáng lẽ. Yeah. Trời ơi. Trời ơi, nó bắn một phát một con voi của mình chết queo luôn mấy bạn ơi. Trời ơi. Ôi, cái súng này mạnh nha. Hồi nãy bạn thấy cảnh kia nó bắn cái bùm ra. Nó văng qua đây luôn. Trời, chưa kịp làm gì luôn bạn. Ok, thôi không sao. Tiếp nào. Vậy là cái đó được 3 điểm rồi. Trời ơi, cay quá, cay quá. Rồi bây giờ sẽ là 5.000 tiền. 5.000 tiền luôn hả? 5.000 luôn, vô đi. Được, bây giờ mình sẽ thử sức với lại. Vô. Trời ơi, như đây luôn hả? Rồi. Mà mấy con này là con gì ta? Tôi chưa biết kỹ năng của mấy con này các bạn ạ. Ừ, con này tôi thấy rồi nè, nhưng mà hình như tôi quên mất kỹ năng của nó gì rồi. 5.000 tiền, con này là con gì đây? Ngầu quá vậy. Mà nó có 1.000 tiền thôi. Được, tôi sẽ chọn 5 con này là 5.000 tiền. Đó, Kairon lúc nào cũng chọn số lượng. Còn tôi, riêng tôi là tôi chỉ cần chọn gọi là chất lượng à. Chất lượng thôi. Đó, ok rồi. Vô nha, bắt đầu. Ôi, 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 ôi. Trời ơi. Ôi, ôi, ôi. Trời ơi, mấy con này nó phóng kiếm. Trời ơi. Trời ơi, mấy con này của mình nó có thể có khả năng triệu hồi mấy cái kiếm bay 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 xong đâm trúng mấy con này các bạn ạ. À. Mà con của bạn phê nha, nó đâm kiếm đúng nhanh luôn á. Đúng rồi, còn con của Kai là làm gì? Con Kai là chọi cái này là gì, đèn cây hả? Đúng rồi, chọi đèn cây. Nó chọi đèn cây dính vô mấy con lính của mình thì mấy con lính của mình sẽ bị văng ra xa thôi chứ không có bị gì hết các bạn ạ. À. Ba điều. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đến với trận đấu 10.000 tiền nha các bạn ạ. À. 10.000 lần đó chọn cho kỹ nha. Bây giờ tôi bắt trước chiến thuật của Phong Cận. 10 con cầm kiếm. Đúng. Được, vậy thì tôi cũng chơi kiểu Kai luôn, 10 con luôn. Ê, cân tài cân sức nha. Ê, mà khoan, xếp như thế này không được an toàn đó các bạn. Mình sẽ xếp 5 con phía trước, 5 con phía sau cho nó chắc. Cái đó có muốn xếp lại không? Không cho cần. Cho nó xếp lại. Không cần luôn. Không cần đúng không? Rồi. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nha. Let's go. Let's go, let's go. Đu, 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 đu. Trời ơi. Vậy là chiến thuật của bạn sai rồi. Trời ơi, vậy là trời ơi, mình nên xếp cho nó bằng nhau chứ không nên xếp sâu các bạn ơi. Trời ơi, nó bắn chậm hơn. Đó, cho nên thua mất tiêu rồi. Ủa, tại vì cái này là nó bắn liên tục. Trời ơi, hay quá. Vậy là 3-4 rồi đúng không? Đúng rồi. 4 điểm rồi đúng không? Cày thế à. Hồi nãy 10.000 tiền rồi, bây giờ 20.000 tiền đi. Ok, 20.000 tiền, mình sẽ thử chơi mấy con lạ lạ xíu đi. Với 20.000 tiền thì Kairon đã chọn 4 con này là 4 con gì mà nhìn nó lực dữ ta. Trời ơi, nhìn nó có bộ xương giáp cái kiểu nào cổ con này cầm gì đây? Cái này vũ khí này nhìn đẹp vậy. Vũ khí nhìn lưỡi kiếm đồ ghê vậy. 20.000 tiền thì tôi sẽ chọn mấy con voi luôn. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, còn nhiều vậy. Còn dư nhiều nha. Được, được. Còn dư lại một ít, mình sẽ đặt một vài con lính nhỏ nhỏ chơi chơi thế bạn đó. Rồi, ok, thế thôi. Đây cũng là một chiến thuật rất là hay nha. Yeah, kỳ này win rồi bạn ơi. Vô. Ủa, ôi, ủa, ôi, hút nè, mấy con voi nó hút kìa, sợ ô. Chưa? Ai nắng vậy? Đứng im luôn, đứng im luôn, trời. Tắt máy luôn các bạn ơi, trời ơi, ủa vậy thắng ta, phải chơi từ đầu đi. Trời ơi, cay quá, hồi nãy rắc game, à không, có gì đâu cay, hồi nãy hình như xém nữa mình thua các bạn. Nhưng mà hồi nãy mình thấy mình thắng á. Đâu sao, giờ chơi lại mà đúng không, vậy không có tính. Ok, vậy vì hồi nãy là bạn 4 điểm, mình 3 điểm nha, đúng nhớ rồi. Nha, ok, rồi, tiếp, tiếp, hồi nãy là 20.000 tiền đúng không? Đúng. Bây giờ nãy là trận kia lỗi rồi, cho nên giờ mình làm lại đi. Được. Rồi, 20.000, cái đó anh chọn gì đây? Mình chọn thần sấm, thần sấm. À, ok, rồi, còn tôi 20.000 đúng không? Tôi sẽ chọn con gì để ta, con này là con gì? Con này là con hồi nãy cây chơi này đúng không? Đúng rồi. Con này hồi nãy tôi thấy cây chơi mạnh lắm mấy bạn. Hay là mình sẽ lấy thử 10 con này đi. Cũng 20.000 nè. Rồi, ok, vậy nha, bắt đầu, vô. Vô, thần sấm làm gì được?
Ôi sấm chớp lia lịa, bùm bùm, trời ơi nó văng kìa. Ôi không biết ai luôn á. Yeah, team xanh thắng rồi. Trời ơi. Để mình xem coi tại sao team xanh lại thắng vậy ta. Team xanh lao vô chém một phát bay đầu cái con màu đỏ này luôn nè. Ui ghê vậy. Ui ngầu thế à nè, coi cái tướng bay nữa bạn. Wow, quá ngầu luôn. Con thần sấm của mình á là hiệu ứng thì đẹp nhưng mà hơi yếu. Vậy là 4 điều nha các bạn ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến một trận to nè, 50.000 tiền. 50.000 tiền luôn hả? Chọn đi. Được. Cái gì vậy Cairon? Cái gì vậy? Cái Ron chọn một lần 50.000 tiền là cái cho Ron chọn một lần nhiêu đây con nè các bạn. Trời tổng quân ơi. Của mình là 234 quân lính. Giờ mà tí nữa mà đến 100.000 tiền thì chắc cái cho cái Ron đặt đến tận đây luôn nè các bạn. Trời ơi, ok không sao. 50.000 tiền đúng không? 50.000 tiền của tôi thì tôi sẽ chọn một cái con cực kỳ mạnh luôn mà mình nghĩ rằng chắc là có nhiều bạn cũng đã từng xem mình chơi con này rồi. Ơi mấy bạn ơi, mấy con mà bự mạnh mạnh lần trước á là nó bị khóa lại rồi các bạn ơi. Trời ơi, hình như là cái này nó không có cho dùng. Trời tức thế à, mình tính đặt mấy con mạnh mạnh nhưng mà không sao. Mình sẽ thử đặt một cái con này bảo đảm với các bạn là hơi bị kinh khủng luôn nè. Đây. Đây mấy bạn nhìn đây. Mấy bạn biết cái này là cái gì chưa? Ui. Cái này á là súng đó mấy bạn, nó sẽ xoay vòng tròn sau đó sẽ bắn súng bùm 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 bùm, bảo đảm đội hình của cai tuổi gì thắng được. Tự nhiên mình nghi cái chiến thuật của mình quá ta. Bạn nên đầu hàng đi, tại vì mình sẽ được đặt rất là nhiều những cái súng này lận. Đó nhiều chưa? Nhiều chưa? Rồi lố rồi từ từ, còn lại ít tiền đúng không? Ít tiền mua mấy con lính nhỏ nhỏ để phía trước chơi, để chơi chơi thôi đó. Trời cái trận này nhiều người nha cai nha. Nghi nha, tự nhiên mình nghi ta. Rồi vô nha. Rồi chuẩn bị. Ok 3, 2, 1 bắt đầu. Ui. Lắc quá vậy. Ui. Cái gì mà lắc quá vậy. Khi nào tí nó hư máy tính luôn. Trời ơi nó bắn kìa bạn. Trời ơi mấy viên đạn nó bắn kìa. Sao mình không thấy một cái gọi là quân lính là của mình nữa vậy. Quân lính của cai bị ăn đạn chết hết rồi. No. Nè trời nè chúng nè. Bụp. Trời ơi. Ghê chưa. Ui quân lính của bạn bên ở bên này nè. Ê tính ra là bên mình không tiêu diệt được cái trụ xoay nào của phong luôn á. Wow, được một cái nè, tiêu diệt được một cái nè, nhưng mà mấy cái còn lại mạnh quá. No. Trời ơi, vậy là xác định là phong thắng rồi các bạn ơi. Ủa sao lâu quá vậy ta, nhanh đi cho win cái luôn coi. Lâu quá vậy. Mình thấy là mình hết hy vọng rồi. Quân lính của tôi đã gục ngã hết người. Nhưng thôi bây giờ cai đầu hàng luôn đi để mình dừng luôn chứ này hơi lâu nha. Thôi đầu hàng luôn đi chứ mình nhìn là mình thấy. Khoan, chuyện gì vậy? Ui chuyện gì vậy? Tại sao quân lính của cai chưa bị tiêu diệt hết mà mấy cái xe của mình nó sắp bị rơi ở dưới rồi. Uầy, bạn có bạn bị hư một cái rồi nè. Bạn chỉ còn hai cái hoạt động được thôi. Oh no. Vì lính của cai đâu? Hình như là bên. Ủa? Trong đó. Khi nào lính của cai chui trong đây được không? Ôi nó gót kìa, một cái chui bị gót kìa. Rớt thêm một cái nữa nè. Ủa. Yeah. Ủa kỳ vậy ta. Uầy. Ủa có khi nào lật ngược tình thế không ta? Còn một con lính của cai đâu? Uầy, mấy cái nữa. Đi. Rớt thêm một cái nữa. Ủa rớt thêm cái nữa nè. Ủa sao rớt hết trơn rồi các bạn ơi, trời ơi. Ông ơi, lật ngược tình thế ông ơi. Chưa, cái này không rớt được, không rớt nha, đứng im đây, đừng rớt. Sao cái này nó còn xoay mạnh vậy? Tôi là tôi nghi là ở trong đám lính này của cai là có con nào đang giả chết nè, có thể là như vậy đó các bạn. Ủa vậy giờ ai biết ai thắng ai thua ta? Tôi nghi là có một con lính nào đó của cai ở xung quanh đây mà nó bị đánh rồi là văng xa ra, xong nó bị kẹt ở quanh đây nè các bạn. Cho nên là mãi chưa win được nè, đâu có không? Ờ, nhiều khi vậy thiệt á. Là cái con trong đây của tôi mà đúng không? Nó đang xoay. Ui ôi con lính của mình trong đây nó xoay liên tục luôn nè các bạn. Trời ơi. Con bên này thì nó vẫn còn sống nè bạn thấy không? Nó vẫn còn xoay nè nhưng mà cái súng này của nó bị hư rồi. Oh no. Sao thấy cái xe của tôi giống sắp lật vậy? Lật rồi. No. Trời ơi. Rồi xong còn một cái duy nhất. Ê khó ta. Giờ tự nhiên mình còn sống một con, hình như cai cũng còn sống một con á mà chưa biết ai thắng ai thua nè, hơi khó nha. Chắc hòa hay sao đó. Thôi hòa đi ha. Ờ hòa đi. Hòa đi. Trời ơi. Thế bây giờ như thế này đi, chúng ta sẽ chơi với nhau một trận cuối cùng. Cái trận cuối cùng này sẽ rất là căng thẳng bởi vì mình với Cairon sẽ được chọn hai con mạnh nhất mà mình nghĩ là mạnh nhất nha, để đặt ra để đấu với nhau. Đó, rồi cai chọn trước đi. Được. Cai biết con nào trong đây là mạnh nhất không? Con chắc là cai nhìn con nào nhiều tiền càng tốt đúng không? Đúng rồi, chứ giờ mình biết con nào giờ. Ôi hình như có con tôm ngộ không kìa cái. Ủa đâu vậy? Đây từ từ hình như tôi thấy có con tôm ngộ không với bạn. Đây. Hay là bây giờ mình với bạn chơi mỗi người 10 con này đi. Được. Đấu với nhau. Đi. Ừ ok rồi, mình sẽ 10 con nha.
đó, 10 con Chiron cũng sẽ 10 con. Ui, 10 tỳ hiên đại thánh đấu với nhau đó. Ok rồi, let's trận go. Này ai thắng là người đó sẽ được 3 triệu, còn ai thua là mất 1,5 triệu tiền quỷ đen nè. Cố lên, tôi sẽ thắng để tôi lấy tiền tôi mua quà tặng cho sao. Ông trời ơi, phù hộ cho tôi con nha. Tôi muốn mua quà tặng cho Simmy. Ơi, gì đó nè, bắt đầu. Let's go. Ui, đúng là tỳ hiên đại thánh nè, lao vô đánh nhau. Mua. Ê, của mình nhiều hơn á. Trời ơi, không có đâu, bên mình cũng nhiều lắm nha bạn. Trời ơi, chém ra. Ui, ngang tài ngang sức quá. Oh no. Ui, tôi thấy bên cái có vẻ đông hơn các bạn ơi. Bên này cũng cái đông quá trời nè bạn. Ok, cố lên màu đỏ, cố lên. Màu xanh ơi, cố lên đi cho tôi có tiền tôi mua quà tặng cho Sam chứ. Màu đỏ. Ui, tôi thấy màu xanh nhiều hơn rồi. Ủa khoan. Không, màu đỏ nhiều hơn. Màu đỏ nhiều hơn lại nữa đi. Ê, giờ lại màu xanh nhiều hơn. Nguy hiểm quá vậy. Sao mấy thằng màu đỏ của mình đấu chân rồi. Màu đỏ còn. Màu đỏ còn 2 con, 3 con. Còn 2 con, màu đỏ còn 2 con của mình đâu. Ủa của bạn rồi. Của mình đâu. Ủa bên đây. Ui, bên mình còn 3 con lận. Yeah. 3 triệu. Có tiền mua quà tặng Sam rồi. Thôi đừng khóc mà cay, đừng khóc. Không sao đâu. Ngủ chơi game giờ không được gì, giờ mất 1,5 triệu nữa. Còn tôi đã có 1,5 triệu. Và ngày hôm sau mình sẽ đăng một cái vlog tặng quà cho Sammy để cho bạn xem nha. Bởi vì hôm nay thắng rồi, có tiền rồi. Nên là sắp tới sẽ có vlog đó nha, nhớ xem nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video này cũng đã rất là dài rồi. Thì video này cũng có người vui và cũng có người buồn các bạn ạ. Mà ai vui ai buồn thì bạn cũng biết rồi đó. Thôi kệ đi đó, nói chung là còn bây giờ các bạn đừng quên kéo xuống bên dưới, nhấn vào nút like, đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là qua bên video của Kai, bấm like và đăng ký kênh cho Kai để an ủi Kai nha các bạn. Mới vừa bị mất tiền quỷ đen mà chắc là buồn lắm. Ok, còn bây giờ bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. See ya. Bye.